À, xin chào tất cả mọi người á. À, đây là cây mai vàng ghép siêu bông bình lợi. Ra đọt ha. À, ghép thì cho hoa đẹp. À, hôm nay mình tiếp tục bán một số cây mai siêu bông Sài Gòn, siêu bông bình lợi với lại nhị ngọc toàn á. À, cho anh em về lấy giống nè. Tại những hàng cây nói chung là ghép cũng non à. Tết này chúng ta xem được mặt hoa thôi chứ không có chơi Tết được. Được dài bông chơi thôi. Bảo đảm là đúng giống. Cho anh em yên tâm lấy giống. Ghép cây lớn rồi. Vườn mình thì ở xã Long Thới, huyện Lấp, tỉnh Bến Tre. Anh em tìm trên định vị Google Map á, bonsai Huỳnh Long có định vị á. Anh em có dịp đi nghe thì ghé vườn chơi. Số cây anh em này làm giống này, cây siêu bông Sài Gòn không ra trổ rồi cả tuần lễ hơn rồi, vàng rồi. Rồi từ số 1 tới số 5 á, là siêu bông Sài Gòn, số 6 tới số 10 là siêu bông bình lợi, 11 12 là nhị ngọc toàn á. Rồi vô từng cây chi tiết từng cây là siêu bông Sài Gòn, giống được lấy truyền từ vườn của chú Sáu Mai ở Bình Dương. Cây ghép non mùa. Cây này thì ghép được 3 bo. Gốc thì nó cũng có cũ. Rất là lẻ lớn. Nó siết vô cái thân luôn nè. Hoành là 15, cao 50, ngang 60, 600 ngàn bao ship. Ghép non, ghép mới có 4-5 tháng thôi, 4 tháng thôi. Kéo rất là mạnh đó. Siêu bông Sài Gòn số 1 á. Đó. Này giờ em ta lấy bo. Hoặc là để sau Tết cắt ghép lại mấy giống khác á. 600 ngàn bao ship cây siêu bông Sài Gòn số 1. Bo rất là nhiều á. Cây này em ta cắt được bo là cả trăm bo. Cắt hết cây này cả trăm bo. Rồi, cây số 2. Hoành là 14, cao 50, ngang 80, 600 ngàn bao ship. Cây này cũng ghép 3 bo. Có cái cũ. Hoành 14 đo trên đây. Ở dưới đây thì nó to hơn. Nuôi sung tốt thì lá nó to nè. Lá bự bự không à. Cây số 2, 600 ngàn bao ship. À, tiếp theo là hai cây số 3 và số 4, siêu bông Sài Gòn. Này nuôi thả, lá bự lắm. Gốc hoành là 15, cao 60, ngang 80, 650 ngàn bao ship. Này củ bự. Này thì ghép được 3 bo. 650 ngàn bao ship cây số 3. Siêu bông Sài Gòn. Rồi, cây số 4. Hoành là 14, cao 60, ngang 60. Này ghép cũng 3 bo. 650 ngàn bao ship. Củ bự. Cây số 4, 650 ngàn bao ship. Những cái này về người ta lấy bo được liền. Ok, cắt sát luôn, cả trăm bo ghép. À, tiếp theo là cây siêu bông Sài Gòn số 5. À, cây này thì ghép được 3 bo. Hoành là 13, cao 50, ngang 80, 600 ngàn bao ship. Có ít nụ không? Ta xem được mặt hoa. Giống này thì nó lẻ lớn lắm, siêu bông Sài Gòn nè. Nụ nó cũng, làm nụ cũng nhiều lắm. Giá 600 ngàn bao ship số 5. Rồi, chuyển qua số 6. Bình lợi.
Bình lợn này ghép khoảng 3 tháng mấy ha. Giống mới. Hoành 16, cao 50, ngang 50, 700 ngàn bao ship. Này thì bo nhiều, một cây bình lợn này cắt khoảng trên 50 bo nếu mà ông ta cắt sát. Cái này thì ghép được 2, 4, 6 bo. Tết thì chúng ta xem được mặt hoa có ít nụ nè. Một cây này cắt trên 50 bo. Bảy trăm ngàn bao ship, cây số 6. Tiếp theo là hai cây bình lợi 7 và 8. Cây số 7 hoành 19, cao 40, ngang 50. Hoành 19 cái củ bự, cái này có cái củ này thì ghép được 6 bo ghép. Cái này Tết chúng ta xem được mặt hoa thôi, chứ mà chưa có chơi Tết được. Hàng mới ghép. Một cây này trung bình lấy khoảng 50 bo trở lên. Cây số 8 hoành 15, cao 50, ngang 50, giá 700 ngàn bao ship. Này thì ghép được 5 bo. Có số nút nụ. Số 8. 7 và 8. Tiếp theo là cây 9 và 10. 9 á. Ghép được 6 bo. Đây là cái hàng mà ghép chột á, nuôi cái phôi, bứng cái phôi về dưỡng cho nó lên cái chột. Tốt khoảng 3-4 tháng ghép vào cái chột đó, nên cây này nó rất là mạnh, nó có rễ sẵn rồi. Ghép vào nó lên luôn. Hoành 18, cao 50, ngang 50, giá 700 ngàn bao ship. Cây số 9. Có ít nút nụ. Bình lợn này chúng ta để thả như thế này á, đó, thì nó không có tạo nụ. Chúng ta bấm chặn cái ngọn này nè, nó mập cái cốt lên mà trong nó đơm nụ lên á. Cây số 10, hoành 17, cao 50, ngang 50. Cái này thì ghép được 6 bo luôn. 6 bo ghép. Số 10. Bảy trăm ngàn bao ship á. Cuối cùng là cây hai cây nhị ngọc toàn á, 11 và 12. Cái hoa nó nằm kem kem. Trưng trong nhà nhìn cũng sang lắm, giống này nó mạnh á, dễ làm nụ. Cây số 11 hoành là 18, cao 50, ngang 50, 700 ngàn bao ship. Có mặt hoa sẵn trên cây. Cây này thì ghép được 2, 4, 6 bo. 6 bo ghép. Cây số 11, 700 ngàn bao ship. Cây số 12, hoành 18, cao 50, ngang 50, 700 ngàn bao ship. Có mặt hoa trên cây. Cây này thì ghép được 6 bo luôn. 6 bo ghép. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Từ 1 tới 5 là siêu bông Sài Gòn, 6 tới 10 là siêu bông Bình Lợi, 11, 12 là nhị ngọc toàn. Đây là những hàng cây là em về lấy giống, ghép cây lớn dưỡng phôi cho nó mạnh, ghép tứ quý nè, chậu 1 mét nè. Cây này đó, anh em tham khảo. Hoành á, chuẩn đo được là 50, còn xích xích xuống là 53, 50 tới 53.
Đế thì bích chậu 1 mét, giá anh em tham khảo 35 triệu bao ship 200 cây số. Anh em nào có mua thì mình dưỡng lại cho cứng hai cây rồi giao, hoặc là anh em yêu cầu ghép nhận ghép thì mình ghép cho luôn. Này thì mới trồng khoảng chừng 10 ngày thôi, kéo nhựa hết rồi, cây rất là mạnh. Này nằm bồn mười mấy năm, nằm trên của cái lò gạch mười mấy năm, rễ dữ lắm, rễ phá ra rễ dữ lắm. Bích luôn cái chậu 1 mét tứ quý 50 hoành, giá anh em tham khảo 35 triệu. 35 triệu thì anh em nào mua thì mình nuôi cho sống, nuôi cho lên cứng hai cơi mới giao. Còn nếu mà cây nó không có sống thì anh em không có thì hoàn tiền lại đó. Cây này thì khi mà bán thì bảo đảm bao sống, có nghĩa là nuôi cho cứng hai cơi rồi đó, con cho nó có rễ nó ra đọt rồi mấy ba giao đó, nuôi cứng cỡ này, cứng hai cơi cỡ này giao anh em, giờ anh em ghép liền được đó, như cây này cứng hai cơi rồi nè, tứ quý tay cành cổ sữa nhạo nhạo luôn, mấy chục năm trước á. Đây, cái này anh em nào tham khảo giá đang nằm trong chậu Phúc Lộc Thọ, chậu mỹ nghệ 5 tấc lọt lòng. Đó, anh em nào mua liền hiện tại bán với giá là 12 triệu. Vô chậu sẵn chắc sống về ghép liền. Tay cành cổ. Còn anh em mua thì gửi lại vừa mà nhận để ghép, nhận nuôi luôn á. Hoành đây đo được là khoảng 33 hoành. Nè, lấy cái thước đo anh em có tham khảo luôn. Như hình nhân, hình người, hình nhân nhé. Này, anh em tham khảo 33 hoành. Đo trên, còn dưới thì nó to hơn nữa. Nè, trồng bằng đất Nhật trộn với sơ dừa với trấu hung. Chất trồng này rất là bền. Cây cổ. Giá nam tham khảo 12 triệu. Tới ngày ghép được hả? Đó, còn cây này. Cái này chậu 5 tấc lọt lòng. Còn cây này thì chậu 1 mét lọt lòng á. Anh em mua thì mình nuôi cho tới cỡ đó đó. Anh em về muốn thích giống nào ghép thì ghép vô, còn không biết ghép thì ở đây mình ghép cho luôn á. Ghép nuôi luôn cho giùm nhiều cho luôn. Nói chung là chúng ta nuôi cây nó sống rồi, ghép là chuyện nhỏ. Đó, mổ và tách vô thì nó dính thôi. Phải nuôi cho cái phôi nó mạnh đó.